Chào Lipton Vàng, Tết ngàn điều may. Mọi người, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại gọi là rừng Phong Nha đúng không mọi người? Và chúng tôi sẽ có một thử thách rất là cực đại ở đây, thử thách điên cuồng, thử thách sẽ lay động lòng người đó. Và thử thách này sẽ làm cho chúng ta gọi là mắc cười và cũng gọi là mất đi rất nhiều sức lực. Và để ngày hôm nay trước khi chúng ta bước vào một trận chiến lớn thì ở đây sẽ có một trận đấu nhỏ. Chúng ta đang ở đâu? Ở rừng. Rừng thì chúng ta phải thi hát. Đột đi vô rừng, bồng con theo làm chi. Rừng u minh, mũi chích nó kêu âm sầm. Em cái đó dưới miền Tây, cái đó dưới miền Tây. Ủa vậy hả? Everyone, thi hát hả? Mình sẽ hát. Anh đi ngủ tiếp. Không, em phải hát nhỏ. Video Cô chim rừng kêu trong nắng. Quăng mắt nai ơi xin đừng đi nhé. À con nai mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi. Ôi rừng cây xanh thắm dưới mái trường men yêu. Ôi hàng cây. Ủa chết. Cây cũng được, trong rừng có cây. À tính luôn mà. Hát lại. Hát gì vậy? Em có video của em. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường men yêu, có loài chim đang hót nư. Âm thầm tự như nói. Âm thầm tự như nói. Ở trong rừng có gì là mình phải hát. Ngôn ngữ nào cũng được. Ok. Ví dụ, hát vô. Tôi đến Phong Nha nhưng mà sợ ma. Mọi người đang đi đâu vậy? Bài gì vậy? I just tạo ra. Rồi, ok. Ow. Bài hát mới. Ow. Thì mình tức. Vô. Ông no. Mày đi đâu đi đâu. Chú gà trong mới gầy. Ông mặt trời mới dậy. Sao những ngành hoa người đứng đây. Thấy chị bay yeah. Khi ông mặt trời thức dậy. Mẹ lên rấy em đến trường. Cùng đàn chim hả anh tiếng hát con đàn chim đó. Tiếp tục. Là lại. Anh Giang phải là hát thôi, thải vô ai là người đó hát nha. Bắt kim thang cà lan bi rờ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch trong rừng còn phải có ếch chứ. Anh là thì làm chi. Có xe ô che nắng. Có xe có trong rừng có. Trong rừng có nai có thỏ. Có hổ có bộ già rắn. Có lò dậu đổ bìm leo. Có lò nhảy bổ vào cắn. Có lò nước đục thả câu. Miệng thì cười tai thì nắm. Giao thì cười giúp cực đã lâu. Một con vịt sờ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cắp 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 cắp. Em hát về con vịt rừng à? Con vịt rừng chạy quên nhà luôn. Rừng hả? Vịt rừng là con gì? Hiểu. Rừng núi giang tay nồi lại biên cầu. Ta đi vòng tay lớn mai để nói sơn hà. 5, 4, 3 ai chị ông đâu 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 tại đâu mà rồi hey. Có chữ chim non nhỏ nhỏ chim mình đã hát rồi nè, em lại hát con chim sẻ kìa đại bàn. Hai ba tôi đầu tiên. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dân tái tê. Con cò bé bé nó đậu cạnh tre đi không mà hỏi mẹ biết đi just now. Hát rồi, hát lại nữa. Trong căn nhà quan hình như có con ma nó lưu đồ ra làm em hú hú. Có gì trời. Có con ma đầu đinh hàm răng trắng tên nó lưu đồ ra làm em hú hú. Bà sẽ là cánh chim cho con bay thật xa. Cho con bay thật xa đó. Con con gà gái lè tê lè tê lè tê lè ơi ơi.
Rồi hay xong rồi đó. Ờ, quan quan. Mẹ là cây nến vàng, ba là cây nến ba xanh. Là cây nến vàng, ba là cây. Em nhắc tôi á, anh đi. Để rồi chưa? Kìa con bướm vàng, đấy. Con bướm vàng xòe đôi cánh. Con gốc nó ngồi trong gốc, nó đưa cái đuôi ra ngoài, đó là cốc con. Có con vợ. Có con vợ. Ba, nhắc cái điều rồi. Có con vợ. Cảo mà rồi tôi muốn chơi tiếp à? Không. Chúng ta không chơi chung nữa, chúng ta chơi với nhỏ này. Đúng vậy. Hát bài nào có chữ mưa. 5, 4. Mưa rơi cho cây tốt tươi, lẽ thiền lẽ chết cả. Rồi mưa. Mưa nè. Không, em có thể chọn khác, mỗi người tự chọn. Em giao ra thì em chọn cái đó. Xuân đã đến bên em. Tháng xuân rồi. Xuân đã đến bên em. Khiến quý em như xuân. Hảo tình thân, muốn phần hạnh phúc, cùng Hảo Hảo ăn Tết tuyệt hảo. Đó, Kiều Minh Tuấn, giọng cười của Kiều Minh Tuấn à. Đó là Kiều Minh Tuấn. À, đúng không, đúng không? Giọng cười của Kiều Minh Tuấn. Bài hát này trở nên nó trở thành một bài hát rất tâm linh. Giống như một người nào đó bị nhập, bị cừ á, bị sao ta? Bị không thể kiểm soát được bản thân mình á. What do you think about the Kiều Minh Tuấn lạc? Cái này rất là bụng. Rất là mừng cười. À bài bài chủ nhạc chủ đề của chương trình. Dạ đúng rồi. Hai ngày một đêm. Hai ngày một đêm. Dạ. Sáng nay mới nghe luôn. Mỗi lần nghe bài này là thức dậy tỉnh thức. Giọng cười của anh Tuấn nha. Trời ai làm này vậy? Nè bản kia mình Tuấn cười remix. Đúng rồi. Anh Tuấn, cái giọng nói của anh Tuấn đúng yeah. không? Ừ. Anh Tuấn ơi, anh cười sao mà ta làm nhạc luôn anh. Ừ. Nói chung là anh Tuấn anh hát cũng ok lắm. Thế à? Anh rap cũng ok luôn. Oh. Ừ. Nhưng mà bây giờ mình chưa bao giờ nghe anh rap với anh hát hết trơn á. Đó là lý do mà chúng ta hôm nay có bài nhạc này hôm nay. Ừ. Một bài nhạc mà toàn là giọng cười. Tiếng cười của anh Tuấn làm người năng lượng hơn. Làm người ta năng lượng hơn. Đúng rồi, không dịp viên. Biết rồi. Đó là cười của anh Trường Ngang. The cười. It's not his laugh. Anh Kiều Vĩnh Tuấn. Oh really? Yeah. Oh, sorry. Anh mạnh quá. Sợ. Anh là một ông hoàng nhạc cụ, mọi người biết là anh có thể chơi nhạc bất cứ đâu. Hôm qua ngủ với lại anh Phúc là Huy lo cho Phúc rất là nhiều, bởi vì là ngủ chung với anh Tuấn. Cái văn hóa của hai nước không biết nó giống nhau hay không. Anh Tuấn anh hay Nói thật là Phúc muốn kết bạn với tất cả nghệ sĩ của chương trình này. Nhưng mà không bao giờ suy nghĩ là Phúc sẽ ngủ bên cạnh Mr. Tuấn. Thật ra là một trải nghiệm khá là độc nhất. Có sao đâu anh em con có nghe. Im nữa còn nghe kìa. Ủa? Cái này lâu mà. Cái này anh biết lâu rồi. Cái này là giọng của em á, người ta gom lại á. Đưa tiền bản quyền.
Rồi, anh xíu sẽ anh sẽ nhảy theo bài đoạn nhạc đó. Cùng nhau chứ. Đâu, anh sẽ nhảy theo đoạn nhạc đó. Giờ ví dụ mà anh nhảy đẹp quá em bắt chước theo anh. Hợp lý không? Ok, anh sẽ nhảy. Đúng. Em sẽ theo. Đúng. Đúng không? Hợp lý luôn. Ok. Ok. Let's go. Chơi. Ok. Dù là ngày luôn hay tôi nghe năm mới hay mưa rông có sao đâu anh em mình còn có nhau. Cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi bài phỏng vấn này của Chris và Will. Anh Will có gửi lời chúc gì tới khán giả hai ngày một đêm không? Cảm ơn mọi người, chương trình này rất là vui và xin cảm ơn mọi người. Bye bye. Ây da, đau bụng quá. Cái gì vậy? Đau bụng. Chán thiệt luôn á, thật sự thất vọng luôn á. Anh đau bụng thiệt mà. Xin lỗi mọi người.